HocTôiDâu.com xin giới thiệu bài học về cách căn giữa trong CSS. Đây là một cái vấn đề mà có rất nhiều bạn đã từng hỏi tôi, cũng như có nhiều học sinh có lẽ xem video chưa kỹ cho nên đôi khi vẫn thắc mắc lại. Thực ra thì trong những cái bài giảng của mình thì tôi đã đề cập đến vấn đề này rồi, nhưng bởi vì vấn đề này nó phổ biến quá cho nên tôi quyết định tách cái video này ra thành một cái bài học nhỏ. Đầu tiên ta có một cái giả sử như div bình thường, ta dùng div đúng không nào, div id bằng một cái tên bất kỳ, wrapper hoặc là container cái gì đấy vân vân, tôi đặt id học từ đầu, tất nhiên tùy các bạn thích đặt thế nào cũng được. Cái div này thì tôi sẽ cho một cái kích thước chiều dài chiều rộng cho bạn dễ tưởng tượng nó nhá, chứ thực ra thì không có chiều dài chiều rộng thì trong thực tế nó cũng đã chứa cái nội dung bên trong rồi. Ví dụ như tôi để màu đỏ để cho nó dễ nhìn, background red, kích thước ví dụ kích thước chiều rộng 600 pixel, chiều cao giả dụ như 500 pixel đi. Đây chúng ta có được một cái hình. Thế thì muốn căn giữa thì chúng ta làm như sau. Chúng ta đề là margin left auto và margin right là auto. Đây là chúng ta đã căn được nó ra giữa. Khi chúng ta kéo lại, kéo ra, kéo lại. Tất nhiên là viết thế này nó có thể hơi dài một chút, thì các bạn nào mà ghét viết dài thì có thể viết ngắn một chút. Ví dụ các bạn có thể dùng margin thôi, không và auto. Đây là cách cách viết shorthand, thì trong cái bài về CSS shorthand tôi đã dạy rồi. Là chúng ta viết tắt để cho nó ngắn thì cũng đạt được cái hiệu quả tương tự. Đó là tôi đã trình bày xong cái giải pháp để mà chúng ta căn giữa. Nhưng mà cái giải pháp này nó có một cái nhược điểm. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy code trong IE6. Khi chúng ta kéo ra chúng ta thấy rằng nó chỉ vẫn căn ở bên trái. Ô, như thế này thì không được đúng lắm đúng không nào. Nếu chúng ta muốn xử lý với IE6 thì chúng ta phải chỉnh một chút. Chúng ta lưu ý là IE6 là một cái trình duyệt, nó không theo chuẩn web của vruba.org đề ra. Chúng ta đều biết là vruba.org là một cái trang web về chuẩn web, và rất nhiều những cái trang web, rất nhiều những cái trình duyệt như là Firefox, Opera, Safari đều cố gắng tuân theo chuẩn. Còn IE thì IE6 nó không theo chuẩn, nó có một cái chuẩn riêng. Đến IE7, IE8 thì ngày càng đúng với chuẩn, và IE9 là gần với chuẩn web nhất. Thế thì để sửa được thì chúng ta phải sử dụng một cái cách gọi là một cái mẹo, hay là tip, hay là trick, tức là một cái cách để chúng ta xử lý cái tình huống này. Đó là chúng ta sẽ dùng cái mẹo, đó là trong IE6 thì khi một cái thẻ mà để căn giữa text align center. Chúng ta đều biết rằng text align center có nghĩa là căn giữa chữ, tức là nó chỉ căn chữ thôi. Thế theo đúng chuẩn web nó chỉ căn chữ theo cái chiều mà tất cả chữ xếp theo giữa, các bạn đã học rồi. Thế nhưng trong IE6 nó có một cái vấn đề nó bị sai lầm, đó là không những nó căn giữa chữ mà mọi phần tử trong đều bị căn giữa hết. Cái đấy không đúng theo chuẩn web đâu, nhưng mà chúng ta sẽ lợi dụng cái vấn đề đấy để mà chúng ta tạo thành một cái mẹo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở trong Firefox đúng không? Chúng ta thấy nó vẫn căn giữa. Nhưng mà khi chúng ta mở sang IE, đó thì nó cũng căn giữa luôn.
và chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề đấy. Cơ bản là vấn đề đã được giải quyết xong, nhưng mà cũng còn một số còn một cái vấn đề nhỏ nữa. Đây, nếu như thế thì những cái chữ ở trong học từ đầu nó cũng căn giữa đó. Ví dụ bây giờ tôi viết một vài dòng chữ, ví dụ như học từ đầu chúng con. Đấy, thì chúng ta thấy rằng cái chữ học giờ chúng con là cũng bị căn giữa. Đây là cái điều chúng ta có, đôi khi chúng ta không mong muốn, đôi khi chúng ta muốn nó căn trở lại bên trái như đầu tiên. Đó, thì chúng ta thêm một cái dòng nữa vào trong này và chúng ta lại định nghĩa lại. À, ta hiểu là chúng ta định nghĩa theo cái mà chúng ta muốn. Ví dụ như tôi muốn căn trái thì tôi để lại là left. Đó thì là chúng ta đã hoàn thành cái giải pháp.